phận gái đoạn trường, con ơi phận gái trai tương mới thành. Tu phải biết việc lành việc giờ, tu chữa lòng bảy lữ ba lo. Thầy đã sao trước dặn dò, thầy đã chân sẵn chiếc đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Miệng con trong trắng y một màu, miệng con sao trước trước sao một kiều. Tu phải giữ lặng im là gốc, tu phải chừa cái nọc nhiều đời. Con ơi tai quả khắp nơi, tai người uống á lưỡi khô môi hại mình. Chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh vắng con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, mẹ còn lui tới tới lui bân rần. Đọc kinh phải cân phân từ tiếng, tiếng kinh là kinh điển của thầy. Đọc kinh gắm được mùi hay, dấu cho sắc đã có thấy cùng thành. Gái cần giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu. Em tại sao quyển loạn chiều, yêu con nhắm mi mắt nghe liều thư thân. Mẹ đã dạy nhiều lần căn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non, nghe lời vưng ngày bờ ngọt ngon phải lầm. Cấp đi đứng ngồi nằm cẩn thận, điều mong mềm ấy phần người tu. Tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những y bọn giả mù xa mưa. Thấy nhiều kẻ bơ thờ hỏng héo, tại sao mang số đòi
dài thiết tha tha thiết vui vẻ chi mài miệt cõi trần. Con ơi xét lấy nàng hằng trọn năm được thấy mấy lần đẹp xinh. Mẹ hằng cày nhân tình cho trẻ, khuyên đừng bê đừng kể công trình. Thương con thầy phế ngọc kinh, trước con khỏi chốn quả khanh đêm. Con ca chớ bỏ bê lúc rảnh thường tâm mi lãng sao, tâm sao lãng phân hào, tự nhiên con phải mòn hao tinh thần. Trọng chân thân chân thề, thân thể này gốc rễ của con. Chân thân chân thể chân hồn, giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân bắt đã phải luôn. Mấy ai rồi thô, mấy ai ngồi kiểu lấy dù che thân. Đừng vọng tưởng cơ bằng là nhục, cơ bằng là chánh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho tròn bón phần đừng sai. Đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ mỹ phá chân. Con sao chưa rõ thiệt hơn, đã dự mấy kiếp đường trơn bước hoài. Rài mẹ nhắc chỗ sai con hiểu, hiểu được rồi mẹ biểu phải nghe. Nghe rồi cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phân phờ. Con phận gái lỡ cơ sao được, phải giặt dè từ bước mới ngoan. Sao cho danh gái rõ ràng, chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong rành
phù sanh. Muốn cho chân thật tu hành, lăn ro rình giữ cảnh ấy thành đừng quên. Người ở thế đặt tên kể tôi, tên tôi hy này một buổi chẳng lâu. Mấy tên phú quý công hầu có đem chi được để chầu ngọc kinh. Người ở thế danh ni thinh làm trước, thinh danh ni là khỏi phước ca sự tu. Công dung ngôn hạnh làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá mấy ơi. Con ơi mẹ đã cạn lời, sáng cho trong sạch tên người tuổi ta. Tên tuổi ta bao la vũ trụ, tên tuổi người che phủ thế gian. Muốn cho tên tuổi miên tràn, ta người tên tuổi vẫn ngơ vàng chớ sao. Người xuống thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành tên. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được vậy mới còn, tuổi tên được vậy mới tròn thinh danh. Đừng tập bi nết trở trinh liêu lòng, theo tánh ấy phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình. Học chi cái dòng ngu si, học chi cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học đồng đưa miệng lời, mà có khi dương lưới quỷ ma. Khôn ngoan sao bằng thiệt thà, cứ lời mẹ dạy mới là con ngoan. Con đã mừng cho con nay được.
thầy. Ơn thầy rưới khắp ba cỏ cây, con tua tánh nê mỏng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba viên làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải chuyên. Thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng sai lạc tất ơi, linh hồi phải dướng chạy trời làm sao. Mẹ thấy trẻ khát khao tìm đào, mà lại tin chuyện ảo chẳng chân. Con cậy giọng đờn, giọng đờn là giọng hại thần hồn linh. Con muốn rõ công trình tập luyện, tập ba luyện rành cổ qua chuyện phải thông. Muốn cho cấu chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự tu. Chớ tin những lũ con mẹ ráng giờ giữ chim.
đời mới tu. Trẻ mến đạo thầy mù có dắt, trẻ ham đời thì mắt tay phàm. Xanh vàng sợi chỉ ai làm, con đường Nam Bắc, Bắc Nam ai làm. Muốn tìm đạo gặp thầy mới sống, muốn tìm thầy chớ có vọng tâm. Con ơi đạo lý cao thâm, làm sai một mãi hại thầm biết bao. Lòng xót ta đồng bào chớ nề, một rung y nhau của mẹ mà ra. Đông Tây Nam Bắc gần xa, dẫu cho các dòng cùng là tình thâm. Kẻ rù sâu xé lập phái phe chia rẽ thịt xương, lời ngon tiếng ngọt như đường. Nếu con nhẹ dạ mắt lường uổng quan, con phải đến đây đạo tràng chân lý mới không còn có quỷ nơi tâm. Đạo tràng thầy lập phải tầm cho gặp đằng chăm học hành. Trời đã phú tánh lành sáng suốt, thầy con là con ruột của trời. Con trời đâu có cãi lời, con trời đâu có tiếng đời nhạo kinh. Khuya nhìn tôi tự mình con xét, con ơi tánh đi đức cho tròn, đừng ham những thói bôn chôn nhọn nhàn. Chị em cùng một đoàn thua xúc, giờ rành rang phải học mới nên. Học thì chỉ phải cho bền, học bền mới có tuổi tên với người. Khi đứng cười nói, lúc đi nằm ngồi, lúc ta hỏi lúc thương. Con ơi lễ nghĩa chẳng vừa, nếu con thừa thớt ai chừa cho con. Phận nhi nữ phải tròn danh dự, nết đoan trang con giữ lấy con. Tiếng thơm tiếng nói như còn, tiếng nhớ cũng y nặng như hòn Thái Sơn. Muốn rõ đạo chớ sợ
thần trong quà. Công quà bòn chớ kha từ nan, muốn thông công quà rõ ràng công càng bền dân quà. Công nghiệp càng rọi bản ngọc kinh, sao cho công dân như thành, sao cho quả được cái chỗ nhành đơm qua. Phần nhi nữ ngọc ngà thân thể, công quả cho rành sai. Công trao phước khi mới được dài, công dài đức mới dần tài núi sông. Muốn được đi quả phải trồng nên quả, quả muốn y trồng giống y là chân. Phần gái đoạn trường, đoạn đường càng phải tìm đường cho nên. Mẹ đã dạy công bền mới được, công dài công được phước mới bền. Học hành công khó mới nên, biết lời phải dướng vào nền tớ tôi. Mẹ đã dạy dung mọi công quả, con phải rành công cả của con. Con công nay vuông tròn, công nào quả nay chẳng còn đợi chi. Mẹ cũng biết nữ nhi phận gái, mẹ sao phận dạy có người. Con ơi công chớ hồi đến sợ, luân hồi làm nên nở vô minh. Muốn cho công được viên thành, thì con khá ráng học hành cho thông. Kẻ dối trá cuồng ngôn khả ô, mà làm tuồng giải dỗ tròn vuông. Các con là gái khuê môn, các con đâu rõ vuông tròn là chi. Thầy đâu làm mặt trò phường, thầy đâu tán tận thiên lương khuấy đời. Con đã gọi con trời thế hạ, con phải mau hỏi qua tự tăng.
chiều nhật tăng, mà con lại muốn tranh luân xa bồi. Bánh đi luân xa lăn rồi chẳng đợi, nếu dương vào con mới định sao. Cho được tiền trình vẽ gian, nói đến con trăm mi đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đờm tuôn, thấy con xa khôi lạ. Đừng khoe mạnh tạo rủi tai.
tri thức coi dèo thời thế chớ hững na hờ lầm kế tinh ranh. Con ơi phần gái mỏng manh thương con mẹ chỉ mối manh con tường đêm đã cạn mẹ càng than thở bỏ tánh đi phàm xem chờ nhắm em đào vườn gió tành sống sao kể nguồn cơn sao trước ham tự do con vượt ra đi tự do nó có ít gì tự do càng lắm càng suy tinh thần cho trẻ ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ gặp thời con hài quy y càng cho biết lễ biết nghi mới rằng mẹ dạy con chẳng ngừng lời nói con nghe lời đừng gọi phun pha đêm khuya nguyệt xiết trăng tà con xo bóng nguyệt còn là bấy nhiêu duyên tư giả lắm điều dối trá cuộc cây tùng hoàng giai trả chẳng thôi lạnh xa cài băm luân hồi ca mau tình ngộ dung bồi chân linh dừng chân linh phải dình tâm tâm nhìn ngọc kinh là canh quê nhà rành rang cai kiếp và phù hoa lặng tâm êm tâm mới là gọi con mẹ gì con lười mòn đôi đoạn mẹ gì con lời càng mấy phen công dư kết đi bạn với sen công dư đâu để làm quen với bèo chừa cái tâm tự kiêu tự đắc có ngày gần Phật gần trời trời tuy lòng lòng giới giới nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây con nghe mẹ mẹ khuây khỏa già trùng phòng đến đài kim thiết nghiệp cùng chị em lời tâm quyết mẹ đã
phận, khuyên con thơ an phận tu hành. Muốn cho gọi được gái lành thì mau cải vợ mới rành chân tu. Đừng phân biệt trí ngủ thêm hại, đố ai tường khôn giải là chi. Trăm điều điều tại quá nhi, đừng đem phàm tánh mà khi mà lầm. Mẹ căn dặn tu tâm cho lắm, tu tâm rồi tánh ấy bẩm mới trong. Tánh tâm tuy cùng nơi lòng, mẹ còn lo ngại con không rõ đàng. Lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi, muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này. Con tâm tánh ấy bởi trời, này con tâm tánh bởi người phá hư. Phật thường gọi chân như tâm Phật, trời đã cho mình đức tánh trời. Tánh đi tâm trong sạch đi là người, tánh tâm xảo trá là đời đó con. Đã gần trót đêm tròn mẹ giảng, giảng cho con mấy đoạn éo le. Phải nhìn trời đất chở che, phải nhìn cho kỳ đặng nghe mà làm. Đời hiểm nham bơ kẻ, có thiện căn mới dễ tránh đời. Tránh đời còn phải nghe trời, nghe trời thì phải nghe lời mẹ khuyên. Kẻ có phước thiện duyên mới gặp, gặp thiện duyên ráng tập ấy mà làm. Làm thì nhất đức nhất tâm, nhất tâm nhất đức mẹ chăm nom liền. Thầy đã dạy mười khuyên ráng giữ, lại lắm khi nhắc nhở trăm điều khuyên con tâm huệ ráng khiêu. Ráng khiêu cho tỏ đặng theo mới màu, bề cứ sự sòng nâu đạm bạc. Chớ kêu đòi đài các trăm anh, trăm anh để gọi gái lành. Trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, tâm phàm khuyên ráng nghĩ bỏ ráng trường. Ráng đem lại tánh trời xưa, ngọc kinh xóm mi bước cây chờ trưa về chầu.
con. Bọn vàng sông lệ nên bọn tìm châu tìm ngọc non con đến tìm. Cây mắt mẹ có chim khôn đầu, kẻ hiền lành nói dấu từ bi. Từ bi bác ái thầy ghi, từ bi bác ái tam kỳ giá giang. Mẹ đã dựng nền vàng bán ngọc, con biết ta lo săn sóc ngày đêm. Ăn cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dạy đầy ơn trên. Mở màn chưa khỏi lì phồn qua, lập thử tháng sau sẽ đến trước trình ta. Thế miền là chỗ đau phiền, thiện khai đất đạo màn tiên trở về. Ngày nay bút ra ngọc giữa kề phòng loan sư lệ trọn bề phân hoa. Phân còn thiện tính ngay gần xa, tỏ ra huynh đệ ba gia xa gần. Từ mình thật sát trần nhờ công tu niệm giữa gần mẹ cha. Ngày nay giải thoát ca nơi hà, hồn linh nơi đất đạo màng quá thanh nhàn. Bền tâm đạo lý quy hoàng, cung vàng là cửa mới nhàn thiên tâm. Đừng mê quân hạ sai lầm, tình đi đặng có kiếm tâm là sống. Nhớ thôi lì nhỏ tuôn dòng, hồn linh nghi đất đảo mà lòng không vui. Muốn sao con mẹ vui rồi, tình tâm mê dưỡng tâm trao dồi đau tiên. Kỳ tam sẵn có con thiền hoàng nhung lãnh đạo cần chuyên đợi chờ. Thiền khai nay dẹt sương mờ, còn trên bát phẩm màn cơ giáo quyền. Chúng y lo hoàng lễ kim thiền, rước đưa con mẹ qua miền gió đông. Thiền khai hoàng lễ nhung hồng, đồng tâm lấy mạnh thuyền rồng biển khơi. Biết rằng mẹ đất cha trời ráng lo tu sửa cho
đời mẹ vui. Đài tiếng cha mẹ ngắm ngồi cho nên bác phẩm sục sùi thăm ân. Thở vàng đại phẩm lì sầu chung mấy lo đạo lý màng cháu mẹ lành. Hoàng dung lành đạo Nam Thành con đây sư lễ thiền thanh đang sầu. Đôi lời bác nghi phẩm cung lầu khuyên trong con mẹ dù cầu tính mê. Kỳ tam tiên thánh giữa kề không lo tính ngộ đằng về hư tâm. Lầu tiên mẹ thổ quyết hồng nữ nam con mẹ sao không trở về. Sông trần là chốn biển mê sao không theo mẹ nhàn quê phản hồi. Nhờ công bội trước ca trao dồi hai mươi lập lại được ngồi tòa liên. Đại tiên trương ngọc niệm ngà ai dâng lời dạy mẹ cha ban hiền. Mẹ đem huệ phước cung tiền ban cho những hạng lương hiền thiên tâm. Cung vàng ngọc khuyết đã sâu thầm còn trên diêu điện ngàn năm mẹ buồn. Mẹ buồn con mẹ luôn tuồn cho nên bác phẩm dầm tuôn lệ tràn. Từ ngày sát trả Nam Đàn hồn linh thể nguyện tu an lành giòn. Chiều thu còn một chuyến đò trao tâm sửa tánh lành dò bước lên. Đông tàn lạnh lẽo chi bàn muốn về địa vị để tên ráng làm. Trần mê là chỗ luân trầm sang tu trở lại lầu lam bể sông. Lòng mê chi chỗ bụi hồng phủ lời bà mẹ thiên sòng phân qua. Nghe rồi dẹp bỏ lòng ta thương dầm bà mẹ cung ngà thê lương. Vì trần mẹ mới dặm trường mẹ khai thiền ngọc chi đường trần gian phu thê lai mạnh thiền vàng ngồi chờ huynh để sửa sáng lên về. Nhờ trong huynh để giữa kề thuyền lang đang mãi trở về đài mây. Từ khi trở lại nơi này nhìn xem cuộc thế
dày đành thế lương. Trần mê là chốn nguy đoạn trường, mau tu trở lại quê hương bồi đầu. Ngày nay em lắm đi đạo màu, cùng hoàng sư lễ thiền châu tình đau tiên. Nên em lánh lệnh điện tiền, cùng hoàng sư lễ tròn viên buổi này. Dặn con nhớ cảnh quê làm trọng, dặn con thường để bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ông phải ngừa. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bê trễ công trình. Dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải dình tâm thân. Dặn con biết mấy lần trân trọng, mà con đành rẻ rúng ra lời khuyên. Con đành gây cuộc khi nào phiền, trần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ sao lãng những lời mẹ răng. Này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ ứa đôi hàng. Thương con trước chiều lạc đàn, chừa lòng bảy lự ba
sẵn chiếc đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao, miệng con trong trắng y một màu, miệng con sao trước trước sao một điều, tôi phải giữ lặng im là gốc, tôi phải chừa cái nọc nhiều đời. Con ơi tai quả khắp nơi, tai người uống ngã lưỡi khô môi hại mình, chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không, có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh vắng con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi, đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, mẹ còn lui tới tới lui phân trần. Đọc kinh phải cân phân từ tiếng nghe, tiếng kinh là kinh điển của thầy, đọc kinh gắm được mùi hay, dấu cho sắc đã có thấy cùng thành. Gái cần giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu, em tai sao quyển loạn chiều, yêu con nhắm mắt nghe liều thư thân. Mẹ đã dạy nhiều lần cặn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non, nghe lời bưng nghề bở ngọt ngon phải lầm. Cấp đi đứng ngồi nằm cẩn thận, điều mong mềm ấy phần người tu, tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những nghi bọn giả mù xa mưa. Thấy nhiều trẻ bơ thờ hỏng héo, tướng dịu dàng yếu điệu cá thương, tại sao mang số đoạn trường, tại quên những tiếng nghĩa phương ngọc. Con dạy thiết tha tha thiết, vui vẻ chi mài miệt cõi trần. Con ơi xét lấy nàng hằng, trọn năm được thân.
con khỏi chốn quả khăn đem về. Con ca chớ bỏ bê lúc rảnh thường tâm mi lãng sao, tâm sao lãng phân hào, tự nhiên con phải mòn hao tinh thần. Tố phải trọng chân thân chân thề, thân thể này gốc rễ của con. Chân thân chân thể chân hồn giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân bắt đã phải luôn. Mấy ai rồi gọi thô, mấy ai ngồi kiểu lấy dù che thân. Đừng vọng tưởng cơ bận là nhục, cơ bận là tránh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho tròn bổn phận đừng sai. Đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng nghi đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ mỹ phá chân. Con sao chưa rõ thiệt hơn, đã dự mây kiếp đường trơn bước hoài. Rài mẹ nhắc chỗ sai con hiểu, hiểu được rồi mẹ biểu phải nghe. Nghe rồi cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phình phờ. Con phận gái lỡ cơ sao được, phải dặt dè từ bước mới ngoan. Sao cho danh gái rỡ ràng, chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong anh, có chân tu mới rành phù xanh. Muốn cho chân thật tu hành, lắng lo rình giữ cảnh ấy thành. Đừng quên người ở thế đặt tên kể tôi, tên tôi này một buổi chẳng lâu. Mấy tên phú quý công hầu, có đem chi được để chầu ngọc kinh. Người
thân danh là khỏi phước ca sự tu. Công dung ngôn hành làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá mấy ơi. Con ơi mẹ đang cạn lời, sáng cho trong sạch tên người tuổi ta. Tên tuổi ta bao la vũ trụ, tên tuổi người che phủ thế gian. Muốn cho tên tuổi miên tràn, ta người tên tuổi vẫn ngơ vàng chớ sao. Người xuống thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành tuổi tết. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được vậy mới còn, tuổi tên được vậy mới tròn thinh danh. Đừng tập bi nết trở trinh liêu lòng, theo tánh đi phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn tiếng nói dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình. Học chi cái dòng ngu si, học chi cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có khi dương lưới quỷ ma. Khôn ngoan sao bằng thiệt thà, cứ lời mẹ dạy mới là con ngoan. Con đã chán các cơ đàn tội phước, mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con chúa tánh nay mộng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba viên làm trong, phần thiêng liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải chuyên. Thần khí tinh tiếng thiên làm gốc,
thân là nóc hai người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng sai lạc tất ơi, linh hồn phải dướng chạy trời làm sao. Mẹ thấy trẻ khát khao tìm đạo, mà lại tin chuyện ảo chẳng chân. Con cậy dòng đàn, dòng đàn là dòng hải hơn hồn linh. Con muốn rõ công trình tập ba luyện rành cổ qua chuyện phải thông. Muốn cho cổ chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự tu. Chớ tin những lũ trẻ
con đường Nam Bắc, Bắc Nam ai làm. Muốn tìm đạo gặp thầy mới xong, muốn tìm thầy chớ có dòng tâm. Con ơi đạo lý cao thâm, làm sai một mãi hại thầm biết bao. Lòng thương xót ta đồng bào chớ nề, một rung y nhau của mẹ mà ra. Đông Tây Nam Bắc gần xa, dẫu cho các dòng cùng là tình thâm. Kẻ rầu quên gây mầm sâu xé, lập phái phe chia rẽ thịt xương. Lời ngon tiếng ngọt như đường, nếu con nhẹ dạ mắt lường uống qua. Thương con gánh nhiều bề cay đắng, thương con dầm lửa nắng được xương. Con ơi phận gái đoạn trường, con ơi phận gái trai tương mới thành. Tu phải biết việc lành việc dở, tu chữa lòng bảy lữ ba lo. Thầy đã sao trước dặn dò, thầy đã chân sẵn chiếc đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Miệng con trong trắng y một màu, miệng con sao trước trước sao một điều. Tu phải giữ lặng im là gốc, tu phải chừa cái nọc nhiều đời. Con ơi tai họa khắp nơi, tai người uống lưỡi khô môi hại mình. Chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh vắng con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, mẹ còn lui tới tới lui bần thần. Đọc kinh phải cẩn phân từ tiếng